Xin chào các anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, chào mừng các anh chị và các bạn đã tới tham dự chương trình AmaTalk, một talk show với mục tiêu phổ cập công nghệ thông tin và các vấn đề liên quan trong thời đại công nghệ 4.0 của Phoenix. Dù chỉ đi qua một chặng đường không hề dài, nhưng mà chúng tôi hy vọng đã đem công nghệ, thứ tưởng chừng như khô khan, phức tạp và chỉ số ít hiểu được đến gần hơn với các bạn. Đến với AmaTalk số 19 lần này, chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề xoay quanh bài dịch 2034, cuốn tiểu thuyết về cuộc chiến tranh thế giới tiếp theo. Hứa hẹn sẽ đem đến nhiều sự tranh luận và góc nhìn về 4 chương đầu của cuốn tiểu thuyết cùng tên này. Đây là một cuốn tiểu thuyết tưởng tượng về một cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc diễn ra trong cùng một năm, và có thể nó sẽ khiến cho chúng ta suy ngẫm về tương lai của nhân loại. Nếu muốn ngăn chặn một cái cuộc chiến như vậy thì chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ về những cái kịch bản này và soạn thảo kế hoạch để đối phó với chúng như thế nào. Và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ là ba vị khách mời đặc biệt. Em xin trân trọng được giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Đầu tiên, xin giới thiệu với mọi người, khách mời đầu tiên là anh Nguyễn Thành Nam, founder của Phoenix. Và khách mời của chúng ta sẽ là người giải đáp những thắc mắc của Esther dưới vai trò là dịch giả của chủ đề ngày hôm nay. Dạ, em xin chào anh Nam ạ. Rất vui khi được gặp lại anh trong số tuần này. Và vẫn là với vai trò là dịch giả của bài viết, thì em xin mời anh Nam bật mic lên để gửi lời chào đến các bạn khán giả và giới thiệu thêm, chia sẻ thêm về bài dịch lần này ạ. Em xin mời anh Nam. Rồi, xin chào tất cả các diễn giả, chào Anna Tường Vi. Đầu tiên là phải gọi như là rất là chia sẻ với bạn Anh Phương dám đọc một bài rất dài. Đằng này rất nói rất nhiều thứ và nó nói về tình hình địa chính trị. Bài này là nói tình hình chính trị, thực ra nó dịch bài này viết cách đây một hơn năm rồi. Nó rất phù hợp với lại tình hình địa chính trị bây giờ. Có vẻ như là chúng ta có thể dựa vào cái này để đoán được là cái gì mà họ dự đoán là đúng và cái gì họ dự đoán là sai, và mình có đoán được xem cái tiếp theo như thế nào. Chuyện khoa học viễn tưởng thì bao giờ nó cũng nói được một phần sự thật cả. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Hồi xưa là anh nhớ là anh thích những cái chuyện khoa học viễn tưởng, tức là những cái mình phải tưởng tượng ra nó sẽ có cái gì. Mà tuổi như Phương mà vẫn còn thích thì là cũng là tốt đấy. Dạ, em xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh Nam, và có thể nói là bài dịch của chúng ta ngày hôm nay khá là dài, và lời khen cho anh của anh Nam dành cho chị Phương là đã can đảm lựa chọn được cái bài dịch lần này, đúng không ạ? Và tiếp theo thì em xin hân hạnh được giới thiệu sự có mặt của chị Nguyễn Cát Tiểu Giang, mentor tại Phoenix, và khách mời của chúng ta sẽ đưa ra những cái quan điểm, những cái góc nhìn từ kiến thức chuyên môn liên quan đến chủ đề bài dịch ngày hôm nay. Và em xin chào chị Tiểu Giang ạ. Cảm ơn chị đã sắp xếp thời gian để tham dự chương trình ngày hôm nay với vai trò là khách mời ba. Chị Giang có thể giới thiệu thêm với các bạn khán giả đang xem chương trình về bản thân cũng như là về cái bài dịch lần này được không ạ? Em mời chị Giang ạ. Cảm ơn Vi, cảm ơn Phoenix đã lại cho em được vào cái talk show trò chuyện như thế này. Thực ra thì lúc mà nhận được lời kêu gọi từ phía chị Trang thì em cũng rất là hoang mang, không hiểu tại sao lại gọi em vào bàn chuyện chính trị sau khi em chỉ biết code. Thế nhưng mà giờ anyway, sau khi đọc xong cái bài này thì em cũng nghĩ rằng là có thể từ một cái góc nhìn người không chuyên về chính trị thì có những cái gì trẻ trâu lâu nhâu mà nói mọi người cảm thấy nó sai sai thì mọi người bỏ qua, còn đôi khi là từ một cái góc nhìn khác mình nhìn vào thì biết đâu nó sẽ đem đến một số cái thú vị. Hy vọng là sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ với mọi người ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn những lời chia sẻ của chị Giang ạ. Và cũng như những lần trước thì đồng hành trong chương trình của chúng ta sẽ không thể thiếu các khách mời là Esther. Và đại diện cho Esther tuần này thì xin phép được giới thiệu một và bạn nữ xinh xắn và đáng yêu của chúng ta, đó chính là Esther Lữ Thị Thanh Phương, học viên của khóa chính trị doanh nghiệp hướng Fullstack. Khách mời của chúng ta sẽ đưa ra những cái thắc mắc, những câu hỏi từ phía một Esther non-IT liên quan đến chủ đề. Thì em xin chào chị Phương ạ. Chị Phương có thể là bật mic lên để gửi lời chào đến các bạn khán giả đang xem chương trình và cũng như là giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Chắc là các bạn nam Easter trong Zoom của chúng ta hoặc là những bạn đang xem trực tiếp cũng đang rất là tò mò về phần này ạ. Dạ em xin mời chị Phương.
Cảm ơn Vy, chào mọi người. Mình tên Lữ Thị Thanh Phương và hiện đây là một teacher đang theo học chương trình phân tích. Và hiện mình đang học tập và làm việc tại Hồ Chí Minh. Dạ, em xin cảm ơn chị Phương. Thì trước khi bắt đầu chương trình đó, thì có thể là chị Phương có thể cho các bạn khán giả cũng như là các khách mời của chúng ta biết cái lý do mà chị lựa chọn cái bài dịch cũng như là chủ đề cho chương trình AmaTalk số 19 tuần này hay không ạ? Bởi vì em thấy là theo nhận xét của các khách mời của chúng ta là bài này khá là dài và nó cũng là khá khó để nhớ đúng không ạ? Em mời chị Phương. Thật ra thì lý do thứ nhất là đây là một trong những chủ đề, đây là chủ đề viễn tưởng, một trong những chủ đề mà mình rất là thích, xem những bộ phim viễn tưởng, bộ phim hoạt hình này kia có liên quan đến, nó hơi thiên viễn tưởng một tí. Thứ hai thì qua những cái mình đọc và tìm hiểu thì đây là cuốn tiểu thuyết viễn tưởng nhưng mà đáng để mình suy nghĩ về tương lai của nhân loại, của tương lai nhân loại của thế giới. Mà khác thì với tình hình khủng hoảng quốc tế và những mâu thuẫn giữa các quốc gia cũng là một chủ đề mà hiện tại bản thân mình gọi là chưa có anh hiểu lắm, cho nên là đây cũng có thể là một dịp để mình có thể đào sâu những thông tin mới và cũng gọi là cập nhật kiến thức cho bản thân. Xin cảm ơn lời chia sẻ của chị Phương. Và trong cái thời gian mà chúng ta không biết là những cái các bạn khán giả khi mà chúng ta tới tham dự chương trình thì các bạn đã đọc qua bài dịch lần này hay chưa, tuy nhiên thì trong một phút tới đây khi mà Esther Phương của chúng ta sẽ chuẩn bị là tóm tắt lại cái nội dung của bài dịch thì Tường Vi mong các bạn sẽ click vào cái đường link mà chương trình đã gửi qua phần chat để đọc sơ qua cái bài viết chủ đề ngày hôm nay. Và trong thời gian cùng mọi người là đọc sơ qua cái bài dịch lần này thì không biết là cô gái xinh đẹp của chúng ta đã sẵn sàng để giúp cho các bạn tóm tắt lại bài dịch lần này chưa ạ? Em xin mời chị Phương ạ. Không, mình đã sẵn sàng ạ. Dạ vâng, em xin mời chị Phương ạ. Cuốn tiểu thuyết 2054 cuộc chiến tranh thế giới tiếp theo anh Nguyễn Thành Nam dịch để dịch bao gồm 6 chương. Sau đây mình sẽ tóm tắt những diễn biến xoay quanh cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ở phần 1, thảm họa biển ở biển Nam Trung Hoa, biển Đông, thì ở phần 1 của cuốn tiểu thuyết tập trung vào mối đe dọa của Trung Quốc đối với các quốc gia xung quanh biển Đông. Trong tương lai gần thì Trung Quốc đã phát triển hàng loạt các công nghệ quân sự tiên tiến, gây ra căng thẳng với các nước láng giềng và Mỹ. Ở phần này thì có hai sự kiện mà mình thấy đặc biệt quan trọng. Sự kiện thứ nhất là trong quá trình đi tuần tra, thuyền trưởng Hun đã là chỉ huy hải đội khu trục số 21 cùng đồng đội của mình đã gặp một con tàu đánh cá bị nạn mang tên là Quen Rui. Và họ quyết định liên lạc với trung tâm thông tin chỉ huy và chuyển hướng để cứu nạn. Sau đó thì chiếc tàu đánh cá Quen Rui chứa nhiều bí mật đã thuộc về hạm đội của Hun. Song song với đó thì chiếc máy bay F-35 do phi cơ Westgate đã điều khiển đang đi làm nhiệm vụ thì như có một thế lực nào đó điều khiển máy bay, thì điều này đã khiến cho chiếc F-35 cùng với phi công Quét đã rơi vào vùng không phận của Iran. Với những khó khăn đó thì họ cũng đã cố gắng liên lạc về trung tâm nhưng mà mọi tín hiệu dường như đã bị cắt nghẽn. Tuy nhiên thì với những sự kiện trên không phải vô tình xảy ra, nhằm lấy lại con tàu của Quen Rui thì Trung Quốc đã cử Tô Đắc Linh Bao đến thực hiện cuộc đàm phán với tiến sĩ Châu, một trợ lý cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, bằng cách là đổi chiếc tàu Quen Rui với lại bằng chiếc F-35 hiện đang bị mất quyền điều khiển và rơi vào khu không phận Iran. Ở phần thứ hai là Washington mất điện. Ở phần 2 của cuốn tiểu thuyết tập trung vào sự kiện Washington mất điện
một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong chiến tranh thế giới thứ ba giữa Mỹ và Trung Quốc. Một tàu ngầm Trung Quốc được trang bị vũ khí tối tân gây ra một cơn ác mộng điện từ trên đất liền của Hoa Kỳ. Điện lực và viễn thông đã bị tê liệt, tạo ra một sự cố vô cùng nghiêm trọng và gây ảnh hưởng lớn đối với hoạt động của chính phủ và quân đội Mỹ. Các nhân vật trong tiểu thuyết cùng với đồng đội của họ trong lực lượng hải quân Mỹ đã vượt qua những thử thách vô cùng khó khăn để có thể phục hồi điện lực và kết nối thông tin để Mỹ có thể tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến tranh. Tuy nhiên thì Trung Quốc cũng không ngừng tấn công và tiến hành một loạt các lần đánh vào tài sản và hạ tầng của Mỹ, làm gia tăng sự mất kiểm soát và càng đẩy cuộc chiến tranh vào vòng xoáy nguy hiểm hơn. Ở phần thứ ba, sống để kể lại, ở phần này thì xoay quanh các nhân vật chính, họ đã phải tìm cách để có thể sống sót và kể lại câu chuyện của họ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ ba giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau sự kiện Washington mất điện và các cuộc tấn công của Trung Quốc liên tiếp, lực lượng Mỹ dường như đã bị đánh bại và họ phải rút lui. Sarah Hoon cùng đồng đội của họ phải đối mặt với những thử thách để có thể sống sót. Cuối cùng thì các nhân vật chính đã vượt qua thử thách và trở về Mỹ, nên họ có thể kể lại câu chuyện của họ và những gì đã xảy ra. Ở phần thứ tư, phục kích ở Trường Sa. Ở phần này, ở phần bốn của cuốn tiểu thuyết tập trung vào phục kích của lực lượng Mỹ ở quần đảo Trường Sa sau khi Trung Quốc đã chiếm đóng và xây dựng các căn cứ ở trên đảo bằng hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Hôm cùng đội quân của họ đã lên kế hoạch và tiến hành cuộc tấn công phục kích vào quần đảo Trường Sa. Các chiến binh Mỹ đã lựa chọn các mục tiêu cụ thể và tấn công bằng tên lửa và máy bay vào các căn cứ quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, tác chiến điện tử của Trịnh Hòa đã quá vượt trội, quá tiên tiến, khiến cho hạm đội Mỹ thất bại ngay trong đêm đó. Phần thứ năm, bơi vào đêm đen. Ở phần này tập trung diễn tả các sự kiện diễn ra trong khu vực của Biển Đông và những hậu quả của các cuộc tấn công. Các nhân vật chính ở phần này bao gồm các thành viên của phi đội Mỹ và nhóm thợ lặn của Trung Quốc. Có những tình tiết chính bao gồm Châu đã sử dụng các mối quan hệ của mình, đặc biệt là Ấn Độ, để có thể giải cứu phi công Westgate đang bị giam ở Iran. Và ở phần này cũng khắc họa những nhiều chi tiết liên quan đến mối quan hệ gia đình của nhân vật Châu. Và phần cuối cùng mang tên là Làng Ranh Đỏ. Ở phần này của cuốn tiểu thuyết là bắt đầu cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Mỹ tại Washington. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này không thành công và khiến cho tình hình diễn ra trở nên diễn ra căng thẳng hơn. Trong khi đó, Hải quân Mỹ đang theo dõi các tàu Trung Quốc di chuyển gần Hoa Đông. Khi các tàu chiến của Mỹ bị tấn công và chìm, thì Mỹ quyết định tấn công trả đũa. Họ đã thả một số tên lửa vào hòn đảo của Trung Quốc và làm hỏng các cơ sở quân sự. Trong khi đó, các tàu chiến của Trung Quốc cũng đang di chuyển gần vùng Biển Đông. Một cuộc tấn công bất ngờ từ Trung Quốc làm cho một số tàu chiến của Mỹ đã bị hư hỏng và họ đang phải rút lui. Trung Quốc cũng đã chuẩn bị một cuộc tấn công lớn vào Đài Loan và Mỹ đã quyết định hỗ trợ Đài Loan và họ đã gửi một số lực lượng quân đội và tàu chiến tới đó. Tuy nhiên thì Trung Quốc cũng đã có những sự chuẩn bị tốt hơn và cuộc tấn công của họ đã rất hiệu quả và Đài Loan đã phải chịu tổn thất nặng nề và họ phải đầu hàng. Mỹ quyết định rút lui và chấm dứt cuộc chiến. Ở phần cuối của cuốn tiểu thuyết đã tập trung vào cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc và với các màn đối đầu và tấn công giữa các lực lượng quân đội. Nó cũng tập trung vào sự thất bại của Mỹ trong cuộc chiến và việc họ phải chấp nhận thực tế rằng Trung Quốc đang trở thành một đối thủ đáng gờm hơn ở vấn đề chính trị và quân sự. Một bài tóm tắt rất là khá là chi tiết đến từ Esther Thanh Phương của chúng ta, đúng không ạ?
Và không biết là với nhiều bạn khán giả ở đây thì thông qua cái bài tóm tắt vừa rồi thì các bạn đã bắt đầu gợi mở trong chúng ta những cái sự tò mò và suy ngẫm chưa ạ? Tuy nhiên thì các bạn sẽ không phải suy nghĩ một mình về bài dịch lần này, mà các bạn sẽ được dẫn dắt và hỗ trợ bởi hai vị khách mời của chúng ta trong buổi chat show ngày hôm nay. Và tuần này thì chúng ta sẽ lại gặp gỡ với vị khách mời của chúng ta là anh Nam, dịch giả của bài viết. Và ngày hôm nay thì anh Nam đến đây để cùng chia sẻ một cách gần gũi với chúng ta về những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức về liên quan đến chủ đề bài dịch. Và em xin mời anh Nam, anh có góp ý gì về cái phần tóm tắt của Easter Thanh Phương, hay là anh có muốn đánh khó, làm khó lại Easter của chúng ta không ạ? Em mời anh Nam ạ. Anh muốn làm khó em ấy. Em bảo dạ, là vậy. Đây là một tóm tắt rất là chi tiết. Dạ. Em có hiểu không? Tại sao em nói là tóm tắt là chi tiết? Bởi vì là em thấy là trong cái bài dịch này là chủ yếu là chỉ là những cái đoạn hội thoại của các nhân vật. Và hình như là em để ý là ở trong này thì Easter Phương của chúng ta cũng đã liệt kê những cái sự kiện nổi bật, những cái sự kiện trong cái của từng chương ấy ạ. Nên là em cũng nghĩ là chỉ là khá là chi tiết thì không biết là mới. Tất nhiên là không chi tiết, đúng không? Bởi vì là nếu mà em nhận định thế là nó gọi có thể tóm tắt đầy đủ thì có thể gọi là đầy đủ, nhưng mà không chi tiết, hiển nhiên là không chi tiết. Đâm ra anh muốn đầu tiên góp ý cho MC, chúng ta không nên dùng những cái từ mà nó có tính chất là hơi là nó gọi như là khuôn sáo. Thực ra tôi thấy không hiểu, tôi em cứ bảo là không hiểu là Thanh Phương nói gì, tôi chẳng hiểu gì cả. Thì lúc đấy mọi người thì em không cần tỏ ra là em hiểu, bởi vì là anh nghĩ rằng là vì anh lúc đầu anh đã nói rồi, dịch như này mà theo được, ít nhất là phải kể hết được các nhân vật chính. Thiếu nhiều lắm, nên là chỉ được có nhớ tên cũng đã hết hơi thì đừng có nói. Mình phải có một cái tinh tiết là một cho nó khỏi để khỏi mất ý, thì một là cái nhân vật chính, đúng không? Một cuốn tiểu thuyết thì nhân vật chính này là ai? Theo như em thì nhân vật chính trong tiểu thuyết này là ai? Có những ai? Dạ. Thứ nhất là tàu trưởng Hưng. Rồi. Hay là Châu. Ai? Tên đúng Châu, không chức danh, ông Châu là chức danh gì? Dạ, theo đặt là tiến sĩ, cố vấn vấn đề an ninh. Rồi, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ. Dạ. Ai nữa? Và phi công để lái chiếc F-35 tên Quét kia. Rồi. Em nhớ, dạ, nhóm ba nhân vật đó. Những phi công này có phải nhân vật chính không? Dạ em thấy có bên Trung Quốc thì đều như vậy là rõ, là bên như vậy bên Trung Quốc không nhân vật chính nào. Dạ em thấy có phải 2-3 phần nói về quét ghe nhiều, đặc biệt là ở phần thứ 5 thứ 6 thì có vẻ mọi người tung hô nhân vật này nhiều. Là ai? Gọi là thần tượng. Dạ thần tượng nhân vật này nhiều. Là ai? Ở phần thứ 5 thứ 6 dạ. Dạ phi công quét ghe á. Bên phi công, ok. Nhưng mà bên Trung Quốc không có nhân vật nào? Dạ, bên Trung Quốc có ông Linh. Ông Linh. Bên Trung Quốc có Linh. Linh. Rồi, ok, thôi. Đấy. Đấy. Một cái tóm tắt một cái tiểu thuyết thì đầu tiên là nhân vật đã. Nó gọi là plot, tiếng Anh nó cũng chữ gọi là plot. Tức là tiếng Việt thì không biết gọi là cái gì thì không rõ lắm, nhưng mà anh không dịch được. Tức là cái nội dung của cái... Thứ hai nữa là em mới bảo rằng là cuối cùng là trận chiến này kết thúc là ai thắng? Dạ, em thấy là Trung Quốc vẫn đang sử dụng đe phẩm thắng hơn thế. Đúng không? Theo em đã kết thúc chưa? Theo em đã kết thúc chưa? Em nghĩ là chưa kết thúc. Rồi, thế chưa kết thúc. Thế mà anh mới bảo là em bảo là Trung Quốc đã thắng. Dạ. Tại sao em nghĩ là chưa kết thúc? Dạ, tại vì một cuộc chiến mà để kết thúc thì nó không thể dừng lại ở cái việc mà một bên mạnh hơn và họ đang hiện đang chiến như thế, và cuộc chiến tranh vẫn có thể bùng nổ tiếp. Hiểu thật tiếp không? Rồi, ok. Chiến thực ra là mới bắt đầu thôi, nó chưa,
mới bắt đầu, nếu mà đây nó là mấy chương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết đấy chứ không phải là cả cuốn đấy. Đó. Còn một ngoài ra thì bên Trung Quốc còn có những nước nào nữa? Dạ, Đài Loan. Đài Loan nha. Đài Loan là đối thủ, đồng minh của Trung Quốc thì có những ai? À, đồng minh của Trung Quốc có Iran. Rồi, ai nữa? À, Nga. Đấy thì lúc nãy anh tóm tắt là hoàn toàn em không thể nhắc đến Nga làm gì cả. Iran thì bắt đi tờ thì máy bay ấy rồi, còn Nga làm gì? Dạ, Nga thì em có thấy xuất hiện ở phần tham vườn 6 mà em không nhớ rõ chi tiết. Có. Em nhớ có sự xuất hiện nhẹ của Ấn Độ, Iran thì nhiều, còn Nga thì em vẫn còn đang nhật ngà mơ hồ. À, ok, tôi đã nhường lời cho Tiểu Giang, mentor Tiểu Giang xem vậy có ông Ấn Độ là vai trò gì? Dạ, Ấn Độ thì nhờ Ấn Độ mà phi công của Quế Kỳ đã thoát khỏi phòng giam ở Iran. Trong chiến tranh thì những cái ông đóng vai trò đấy thì gọi là gì? Là người làm gì? Liên minh. Hả? Em trong chiến tranh em nghĩ. Trong chiến tranh thì ông theo em là ông Ấn Độ có đứng về bên nào không? Ấn Độ thì em nghĩ là mối quan hệ hợp tác gọi là hợp tác cùng phát triển chứ. Thôi em đừng đoán, em phải dựa trên câu chuyện thôi. Dựa trên câu chuyện thì em thấy hiện đang đứng về Mỹ hơn. Đứng về bên Mỹ, rồi ok. Dạ. Yeah. Như vậy theo yêu cầu của bạn Phương thì bạn chia ra hai bên, một bên là Nga, Trung Quốc, Iran, một bên là Mỹ, Ấn Độ, Đài Loan đúng không? Okay. Vai trò thì chưa rõ lắm, vai trò của ông Ấn Độ gì chưa rõ, vai trò của ông Đài Loan gì, Đài Loan thì là nạn nhân rồi không tính. Thấy Ấn Độ kiểu xuất hiện nhưng mà chưa thấy họ có, thế là để có thể nhờ họ hỗ trợ, như em có nhớ tình tiết không? Tại vì Mỹ có nắm được. Được rồi, ok, không sao. Bây giờ nhớ ra đi nhé, tính anh cho em thời gian. Đấy, thì khi mà mình muốn tóm tắt cái bài nó dài như vậy thì mình có cái phải có cái khung trước, không thì mình sao mà tình tiết là mình chết. Nó quá nhiều. Đúng rồi. Hiểu không? Thì đấy, khung đánh nhau thì phải có hai bên. Bên nào có những ông nào? Đã đánh nhau thì tất nhiên phải có hai bên, thì xong nó có hai loại, một là có hai bên, thì hai là có nhân vật nào, thứ ba là có vũ khí gì, sử dụng những loại vũ khí gì, em có nhớ không? Đấy thì tìm nhé, bây giờ cho Phương đọc lại để trả lời cho anh tiếp là ông Nga làm gì mà ông dùng những vũ khí, có những vũ khí nào được sử dụng ở trong cái em đã liệt kê rất đúng, là một là chiến tranh điện tử là một cái, nhưng ngoài ra còn rất nhiều vũ khí nó sử dụng trong cái chiến này, và đây là vấn đề liên quan đến chúng ta, liên quan đến công nghệ. Rồi ok, cảm ơn Phương cho thời gian Phương để cùng suy nghĩ trả lời cho anh câu nữa. Mentor Tiểu Giang là người đi học Nga về, đánh giá xem là Nga vai trò như thế nào trong... em thì em đọc được cái đoạn về nhân vật ở Nga, nhưng mà lúc đấy là đang uống rượu chém gió với cả ông gì đấy của Mỹ, em quên mất cái chi tiết nhỏ đấy rồi. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này thì em thấy là phía tác giả không có đánh giá cao cái vai trò của Nga. Tức là nó như kiểu một cái phía tụ thủ bàng quan để chắc không? Đánh với nhau. Em tìm lại cái chi tiết đấy, em không nhớ rõ. Rồi, Nga đánh một vai trò mà rất là hay trong việc này, mà nó trong cuộc chiến hiện tại là nó cũng có reflect đấy. Ừ. Nga đóng vai trò tất nhiên là không tham gia trực tiếp nhưng mà quan trọng. Ở đây thì em chỉ thấy có chi tiết là có cái phần chuyển tiếp căn cứ hải quân ở Syria của Nga, tức là ở phía này là quan hệ giữa phía Ấn Độ này với cả Trung Quốc với cả Nga thì em đang Ấn Độ thì là... Ấn Độ thì rõ là muốn đứng ra làm hòa giải đúng không? Đúng là rồi. Cái chỗ để mà ông kia tức là gọi như là thôi đưa sang đây để tuyển cho, nhưng mà thực sự là ông có định chuyển hay không thì
cũng chưa rõ lắm là ông có định ngài nữa, nhưng vai trò ngài trong này thì ông đã làm hành động mà rất rất phù hợp với tính cách của đấy, là đấy cái mà vì sao anh ấy bảo là chúng ta nên hạn chế, chúng ta nên tranh luận việc lớn mà chúng ta nên hạn chế trọng nhỏ thôi, thì lúc đấy thì chúng ta mới có đủ thời gian cái tầm để bao quát được, nếu không ấy thì chúng ta không nhìn thấy hết cái cuộc chiến này. Thì trong anh tôi nhắc lại Nga trong này đóng rất là rộng, nó cắt được đường internet, cái tàu ngầm của Nga ấy là khi nó đặt bom thì nó phá cái đường cáp ngầm ở bên dưới. Thì cái này nó rất giống hành động mà hiện tại ở trong cuộc chiến hiện tại thì có một ông X nào đó đã phá cái đường ống dẫn dầu từ Nga sang Đức, tức là cái hiện tại, tức là thực tế nhé. Trong cuộc chiến này thì tác giả đã cho một cái đối tượng là một ông Nga, một cái tàu ở Nga phá đường cắt internet để đe dọa ai thì chưa rõ, nhưng mà ông cắt bén đường internet, tức là tự nhiên nhưng khả năng lớn ta đoán là đứng về phía Trung Quốc, bởi vì ông đấy. Thì trong cuộc chiến hiện tại thì cũng có một ông bây giờ cũng đang cãi nhau, chưa biết là ông nào là phá cái đường ống dẫn dầu, ông đặt bom ở dưới ông phá tan. Không biết bọn em có theo dõi cái tin đấy ở trên báo không? Em có biết cái tin phá đường ống dẫn dầu mà đó. Cũng chưa biết là đối thủ là ai. Ông Mỹ thì đổ cho Nga, ông Nga thì Nga đổ cho Mỹ. Hai bên đổ cho nhau nhưng mà chưa biết là bên nào phá. Mà em thì em đứng về Putin, em không nghĩ là Nga tự tay phá đi. Ai biết được. Thì đấy là quan điểm cá nhân. À, rồi ok. Rồi chúng ta đi vào, mà anh nghĩ là đi vào cái cạnh hay hơn là cái cạnh là nó liên quan như vậy nhân vật Trung Quốc, nhân vật rất quan trọng là Li Bao, đúng không? Là cái ông này từng đã từng tư lệnh hải quân, ông là phụ gọi là tùy viên quân sự của đại sứ quán Mỹ, đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ, nhưng mà trước đây ông đã là tư lệnh hải quân và mơ ước của ông là làm chỉ huy hạm đội Nam Hải chứ không phải là làm cái việc đó trực tiếp đánh nhau. Thì ông ấy trực tiếp đánh nhau đấy, nếu mà ông đang làm quan chức nhưng mà ông muốn đánh nhau và ông sẽ người đối diện với lại tức là sếp của bà Hun trên hải quân. Thôi bây giờ quay lại câu chuyện này, chúng ta trong này những vũ khí gì, bây giờ đi vào cái mà Phương chắc là quan tâm nhất, tức là đã Trung Quốc đã dùng cái các gọi là một cuộc chiến tranh điện tử, và theo em liệt kê lại thì Trung Quốc đã làm những việc gì về mặt chiến tranh điện tử. Em nhớ là ban đầu thì có xuất hiện một chiếc tàu đánh cá và chứa rất là nhiều công nghệ. Mà hậu quả là gì? Tiểu Giang còn có nhớ không? Trung Quốc đã tiến hành các cuộc nhân từ và đã gây đến những hậu quả gì cho Mỹ? Cho em xin, hình như là em nhớ là hình như là có là Trung Quốc là giúp cho Iran kiểm soát cái máy bay của Mỹ ạ, và buộc là bằng chứng nào mà em cho rằng Trung Quốc giúp Iran? Em không nghĩ là Iran nó tự kiểm soát được. Đấy là Iran giúp Trung Quốc. Đấy là Iran giúp Trung Quốc chứ không phải Trung Quốc giúp Iran. Anh đang hỏi là Trung Quốc đã dùng vũ khí điện tử và gây nên những thiệt hại gì cho quân đội Mỹ. Đấy thì bây giờ nếu mà cuộc chiến tranh thì chúng ta phải nghe đi vũ khí. Vũ khí thì quan trọng nhất là hậu quả nó gây ra. Chứ còn vũ khí mà bắn chẳng thằng kia nó chẳng làm sao cả. Thế thì nó là làm sự kiện bất tiện ở Washington.
Rồi, một tức là làm Washington mất điện. Trung Quốc đã tấn công và làm cho Washington mất điện. Cái này lần trước một cái trong chủ đề mà tốt chúng ta đã đọc đến cái việc này rồi, tức là cái cuộc tấn công vào hạ tầng cơ sở. Không biết Tường My có nhớ không nhỉ? Là các hacker có thể phá hỏng hệ thống máy điện và mà không cần phải dùng vũ khí gì cả. Như là vũ khí mất điện coi như tôi không liên lạc được. Còn gì nữa? Máy mất điện hay còn gì nữa? Có nhiều tình tiết rất là hay. Ngoài mất điện thì cái sự kiện đó hình như cũng gây ra mất kết nối thông tin của đoàn tàu của Hưng với lại khu trung tâm. Trời ơi, là cắt liên lạc đúng không? Cắt đứt liên lạc. Tức là cái ông như là mù, tức là không liên lạc được với ai cả. Các tàu không liên lạc được với nhau mà không liên lạc được với Equator luôn. Em hình dung nha, bây giờ các hệ thống hiện đại nó đi đâu bao giờ nó cũng phải kết nối với lại trung tâm hết. Thế bây giờ tự nhiên là ông ấy bị kết nối thì không biết bây giờ phải làm gì. Thì trong cái đấy thì đấy là cái mà Trung Quốc còn làm một cái, thực ra là khi mà em không để ý thôi, có tình khi ông Li Bao này ông đến thì thứ nhất là ông ấy thông thường là đến được vào Nhà Trắng rất khó, hay thấy vào bắt vào được cái nơi rồi. Tức là thứ hai nữa là cái tin nhắn của cậu Châu này mà gửi cho mẹ là phải đi đón con cháu hộ. Ông Châu này thì bị ly dị vợ, thế là đưa con đi học. Thì là ông kia đọc vanh vách. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ mà nhắn tin nhắn theo gì là kia đọc được hết. Thế cái này nó không nói, nhưng mà nó thấy rằng là như vậy ông Trung Quốc đã nắm được toàn bộ communication của, cái nào quan trọng thì ông cắt đi, cái nào không quan trọng thì ông ấy nghe. Ông thấy thượng phong đúng không? Đó là tư thế thượng phong về mặt công nghệ. Thì đấy là giả thiết, đó là cái tưởng tượng đó. Trung Quốc sử dụng không cái thì Mỹ thì dùng gì? Đối đáp trả bằng cách nào? Mỹ thì em có thấy họ sử dụng bộ máy màn hình che giấu tấm hồng ngoại và radar của tàu. Lại họ cũng có dùng F-35 là loại máy bay nhưng có gây được hậu quả gì đâu, năm thì nó bắt nhà mất. Dạ. Hạm đội thì nó bắn một phát là chìm gần hết. Em kết luận là cuộc chiến vẫn đang mới bắt đầu và cũng đang Trung Quốc thì có lợi thế một chút nhưng mà cũng chưa phải là đã thắng, nhưng mà thế thì chứng tỏ chúng Mỹ nó cũng đã phải trả đòn. Mỹ có sử dụng tên lửa và phi bắn quả bom nguyên tử. Chính xác. Rồi Mỹ đã sử dụng vũ khí hạt nhân. Đúng rồi. Mất bình tĩnh bắn bom vào Trạm Giang. Đúng rồi. Trạm Giang là căn cứ hải quân lớn nhất của Trung Quốc. Là Mỹ đã xóa sổ thành phố đấy, tạm gọi đấy. Tức là cái giá Trung Quốc phải trả. Đây, chúng ta nhìn thấy là cuộc chiến này nó bất đối xứng một chút. Đáng nhẽ chúng ta nghĩ rằng Mỹ phải dùng công nghệ, còn Trung Quốc phải dùng gọi là bom nguyên tử. Thì ngược lại, bom nguyên tử thì là một vũ khí hủy diệt rất mạnh, nhưng mà nó là cổ điển vì nó gây chết người. Nói chung là cho là thực ra cái vũ khí nào thì cũng mất dạy cả thôi, nhưng mà bom nguyên tử được cho là mất dạy hơn. là gây mất điện. Thì chúng đây là tác giả đảo ngược lại, là ông Trung Quốc mới có lợi thế mà chiến điện tử, còn Trung Mỹ lại có lợi thế vũ khí hạt nhân. Thì theo em thì tại sao tác giả lại làm như thế? Em mời chị Tiểu Giang ạ. Chị Tiểu Giang đang xung phong phát biểu. Chắc là để em
giơ tay, mặc dù nó có thể hơi ấu trĩ một tí nhưng mà tất nhiên là trên đây tất cả chúng ta đều chị hết, mình bảo là chuyện này là chuyện bốc phét mà, đúng rồi, là chúng ta cứ phán thoải mái, có phải chuyện thật đâu mà lo. Đây là cái cách mà người Mỹ họ họ nghĩ về Hán tộc. Đầu tiên là về cái việc nghe lén, cái đấy là cũng là hành vi mà người theo cái văn hóa của phương Tây ấy, thì nó là một cái hành vi rất là gọi là tiểu nhân, một cách lén lút và không không kiểu đấu trực diện, là ông dùng nắm đấm ông không, đấm vào không, nhau không được, không quang minh chính đại đấy. Đúng rồi, đúng rồi, cái đấy là nó là một cái phần, nghĩa là người Mỹ họ nghĩ về Hán tộc như thế. Và cái nữa là tại sao mà họ họ muốn, họ nghĩ rằng là người Trung Quốc sẽ dùng chiến tranh công nghệ, tại vì cái sự vươn lên của Trung Quốc, những cái tập đoàn như kiểu là Xiaomi này, hay là cái vụ gần nhất là Mỹ cấm Huawei, tức là người ta cũng cảm nhận được cái sự đe dọa từ phía Trung Quốc về cái mảng công nghệ. Và đặc biệt là cái tiểu thuyết này nó ra đời vào năm 2021, tức là ngay sau khi mà Trump xuống và Biden lên. Thì khi mà còn cái thời của Trump ấy, thì Trump cũng đã cấm các công ty công nghệ này, rồi thì chặn những cái luồng gọi là sáng tạo kỹ thuật từ Mỹ đẩy về phía Trung Quốc. Tức là trong cái tư tưởng của người Mỹ là họ cảm thấy rằng đấy là một cái mối đe dọa rất lớn từ phía Trung Quốc. Và bởi vậy mà cái ông viết Thách Viễn Tưởng này, ông ấy sẽ nghĩ ra một cái tình huống là Mỹ sẽ bị Trung Quốc xóa ngôi. Thêm một cái nữa là vào tại sao mà cái cảm giác của em khi mà Biden, khi mà cái ông viết tiểu thuyết này, ông ấy lại chọn một cái cách rất là cục xúc là Mỹ ném hụt và bom nguyên tử. Nó là một cái gọi là truyền thống của phe dân chủ của Mỹ. Phe dân chủ thì rất là hòa hoãn đối với cả bên trong nội bộ quốc gia, tức là đi đâu cũng tỏ ra hiền từ, ví dụ như là điển hình là Obama và Biden. Nhưng mà thực ra là phe đấy thì không khi nào lên mà không đi vào nhau. Đấy. Nó rất là cục xúc. Cộng hòa thì cứ dọa đánh nhau vậy thôi nhưng mà nó không đánh. Đấy. Thì em nghĩ rằng là trong cái thời kỳ mà cái trào lưu là bánh bòm của Mỹ lên, thì cái người viết tiểu thuyết họ cũng bị ảnh hưởng bởi cái trend, cái xu hướng của cái xã hội Mỹ lúc bấy giờ, nó phản ánh đúng cái xu hướng xã hội Mỹ. Đấy. Thì em nghĩ về cái điều đấy nó như vậy. Rồi, rồi. Cảm ơn mentor Tiểu Giang Văn Giang đã đưa ra lý giải như thế này. Nhất là ông Mỹ thì ông luôn luôn cho rằng là ông ấy là quang minh chính đại, còn ông Tàu là thâm lắm mưu, toàn chơi võ bẩn, lại nghe lén xong ăn trộm, nghe trộm điện thoại xong lại cắt điện, tức là toàn đánh nhau mà nó không còn đánh nhau thì mang vũ khí đấm nhau đi xem thằng nào hơn. Chứ còn đấy là về mặt dân tộc, tức là văn hóa, hai cách tiếp cận về văn hóa khác nhau. Và cái thứ hai thì Mỹ phản ánh một cái lo sợ thực sự của chính quyền Mỹ rằng là các công ty Trung Quốc đang bắt kịp và thậm chí dẫn đầu. Nhìn đây ông ấy phóng đại này, là thực ra là ủng hộ cho về mặt chính trị, để thấy rằng là cấm công ty Trung Quốc là đúng, không thì nó vượt mặt chúng ta là chết. Nó support những cái lúc đấy chính quyền Trump đã gọi cấm Huawei, rồi cấm vận các loại công nghệ cao với Trung Quốc, tại vì là không thì nó vừa tao đánh ta chết. Cái thứ ba thì bạn nói rằng là vì ông Trung Quốc, ông Mỹ thì rất thích đi đánh nhau ở bên ngoài để giải quyết vấn đề bên trong, đặc biệt ông là tổng thống dân chủ. Trong cái chuyện tiểu thuyết này thì không nói tổng thống là dân chủ hay cộng hòa, nhưng mà Tiểu Giang thì cứ đoán đấy. Mỹ chỉ có hai đảng thôi, hoặc là dân chủ hoặc cộng hòa thì nói to nhưng lại thường không đánh nhau, còn ông dân chủ thì giọng thì rất hòa bình nhưng mà lại rất hay đánh nhau. Thực ra nó cũng phù hợp, thằng đã nói nhưng nó không làm, mà thằng làm thì không nói. Thì ông ấy sẽ dùng thương vào bom đấy thì nó mới có ấn tượng mạnh. Đấy, thì ông phải đem. Thì không biết là có bên Thảo Phương, có Thanh Phương có muốn comment thêm gì không về cái việc là một cuộc chiến tranh tương đối không giống mình hình dung lắm. Em nghĩ thường một cuốn tiểu thuyết mà tác giả có thể kích thích người đọc suy ngẫm về nó thì chắc chắn sẽ tạo ra một cái tình tiết mà nó gọi là nó
Dạ đúng rồi. Rồi ok, thì đây quan điểm của em đây chỉ là một sáng tác văn học thôi, này là quan trọng là bất ngờ chứ còn thực ra cũng có ý đồ sâu xa như là sâu xa. Ok đấy, thế là cùng một cách nhìn chúng ta có thể nhiều cái nhìn khác nhau mà chứ không chẳng nào biết là tại sao cả, thì mỗi tác giả không biết thì chứ còn mình sao biết được là thực sự là. Thế hỏi câu này nữa thì mọi người cùng cùng kiến đấy. Thì cái cuộc chiến thực ra thì theo như bây giờ chúng ta nhìn lại thì ai là người bắt đầu? Với những gì mà em đọc tìm hiểu thì bây giờ mà cần phải phê phán, bây giờ chúng ta cần phải lên án, chúng ta ghét chiến tranh thì bây giờ phải lên án cái thằng nào bắt đầu nó thì chúng ta sẽ lên án ai nếu mà đọc xong. Trung Quốc em có nhớ tình tiết có lúc quét ghê đứng lên và gọi là họ muốn hòa hoãn, muốn giải quyết chiến tranh bằng hòa bình hơn là việc đánh nhau. Thì lúc nào dạ, chi tiết nào nói đây là chi tiết. Dạ, trời. Em có đọc ở chương thứ năm hoặc thứ sáu lúc chương thứ năm thì đánh nhau bén nó rồi còn đâu. Chương thứ năm thì bắn tên lửa thứ lung tung cả. Chương thứ năm hay chương thứ sáu tất nhiên nó phải đằng đầu chứ làm sao nó đằng cuối, Để chúng ta muốn tìm xem là ông nào là ông gây chiến, đúng không? Để phân tán là Trung Quốc là người gây chiến. Rồi, em kết luận bừa như thế, đúng không? Có cái chi tiết tức là... có cái chi tiết... Em thấy Đắc Phương là đúng. Có một cái chi tiết nó nói rằng là Trung Quốc thực ra chẳng có cái công nghệ gì trên cái tàu Wenwu cả. Chẳng qua là nó chỉ đưa cái Wenwu để ra làm mồi nhử để kích động cho Mỹ nó mất bình tĩnh không? Nên là mồi. Mồi đúng không? Thì thằng mồi là thằng tàu. Nhưng mà nó có đánh nhau đâu, nó ai cầm chỗ biển Đông nó để cái tàu nó đi lang thang thì chết ai? À, nhưng mà nó nhử. Tại sao lại bắt của nó? Tại sao lại bắt? Thì Mỹ thì nó muốn dò xét ra là cái tàu nó đi lang thang ở trên biển Đông thì đây là vùng biển lúc đấy là vùng biển quốc tế, ông nào muốn đi đâu đi chứ đúng không? Nhưng mà bà Ham mẹ bà ấy phát hiện ra cái tàu Wenwu đấy và mới đầu chỉ là thăm dò thôi chứ còn nó không bị bắt. Bắt được gì nữa? Bắt dòng copy đĩa điên đấy. Bắt dòng... Đúng không? Ông tàu người ta đang đi thì kệ người ta. Thì ông bắt ông mẹ copy hết đĩa bao nhiêu gọi như là USB ông thu sạch. Thì nó nghi là tàu gián điệp, em nghĩ à, thì gián điệp thì không thì liên quan gì đâu. Thế thì bây giờ ông Mỹ nó gây chiến chứ, gây sự chứ. Bây giờ tất nhiên nó cái tình huống này mọi người nhìn thấy thì là em đang đi có một thằng nó cứ lảng vảng trước mặt em. Đấy, nó cười đều cho em giơ tay em tát nó thì thằng cười đều là tác nhân này thằng tát mới là người ta bắt đầu. Về mặt gọi là danh chính ngôn thuận thì cái thằng tát là cái thằng bắt đầu. Đó nhưng ơi. Mà cái thằng nhưng mà ý đồ là từ cái thằng lởn vởn đấy, mục đích là nó muốn ăn tát. Tức là nó cố tình. Rồi thì chúng ta quay lại câu chuyện lúc ban đầu nhé, thì nó dễ hiểu. Thì câu chuyện nó xảy ra là có cái tàu nó bị cháy, đúng không? Và một ba cái tàu của ông của bà Hun kia thì đang đi tuần tra. Đấy. Ờ. Đây thì trong này nó có một tình tiết, trong tác giả nó có một tình tiết này thì cái ông mà cái làng vàng ba cái tàu này mới giống, nó dùng cái từ là cứ lái xe trước cửa nhà hàng xóm, thì chính ba cái tàu Mỹ này mới là ba cái tàu cứ lái xe trước cửa nhà hàng xóm chứ không phải là ông tàu, vì cửa đấy là cửa ông tàu, không phải Mỹ sát tít. Ông nó gọi là tuần tra bảo đảm hàng hải nhưng mà chết là ông cứ chạy đi chạy lại cho thằng kia nó ngứa mắt. Đấy thì về cơ bản là ba cái thằng nhiệm vụ của ba cái tàu này là chạy đi chạy lại cho thằng kia ngứa mất. Thì còn nó có làm gì hay không thì mình không biết, nên là nó không nói thì mình không biết nó có làm gì nữa không ngoài cái việc làm cho kia tức. Trong tiểu thuyết này là nói chính xác như vậy, là ba cái tàu mới làm cho định mục tiêu làm cho tàu tức chứ không phải là cái tàu, còn cái tàu kia nó bị cháy. Thì lúc đó thì ba cái tàu này phải đứng trước một cái nhiệm vụ. Thông thường về mặt hàng hải mà nói thì em thấy tai nạn em phải cứu.
nhưng mà mặt quân sự thì lại không được, bởi vì không, không, đấy là tàu bình thường, tàu đăng ký quân sự không phải có nhiệm vụ của ông thì tự nhiên ông ấy, bởi vì rất có thể nhưng bà hôm nay bà đã quyết định cứu, thì cái này nói lên tính cách của bà ấy. Thế bà đã làm trái lệnh thì cơ bản thế nó nên để sau này thì nếu xảy ra đánh nhau thì không, đây là lỗi cá nhân bà chứ không phải lỗi của tổ chức. Thì tóm lại là ngay từ đầu chúng ta sẽ thấy ngay rằng là hai bên diễn dữ nhau và bây giờ là chưa biết thống nhất bên nào là bắt đầu cả, chúng ta nói bên nào cũng được. Tôi thấy có một chi tiết là bác của Châu có nói là trong chiến tranh thì không phải là thắng mà thắng như thế nào, người Mỹ thường không bắt đầu mà họ chỉ là kết thúc cuộc chiến, còn bây giờ thì người Mỹ khởi đầu cuộc chiến không biết cách kết thúc, thì em không biết đấy là... thì đấy là một quan điểm đúng không, quan điểm của Ấn Độ. Thế Mỹ thì cứ ngang cứ ngẩn cứ đi đấy, thì trong trường hợp này thì ông rơi vào cái bẫy để ông bắt đầu thì không biết kết thúc như nào, bởi vì thứ nhất là nó không liên quan đến ông lắm, xa lắm. Tức là ông có bị tấn công đâu, đất nước ông bị tấn công đã tương đằng kia quả bom nguyên tử rồi, coi như chết bao nhiêu nghìn dân ấy không tính, thì cho là mấy trăm ngàn, chắc người thành phố đấy chắc phải triệu dân, nhưng không để ít hơn được, tức là đánh vào dân thường đúng không. Trong này nó có một câu rất hay về chiến tranh ấy, thì mà anh cũng muốn chia sẻ với em, trong này nói rằng thực ra là sau khi bà Hun bà nghĩ thế thôi, bà biết rằng là bây giờ cuộc chiến đã bắt đầu, còn ai là người đã khơi mào nó thì sau khi cuộc chiến bên nào thắng bên đấy sẽ quyết định. Câu đấy rất hay, tức là thằng thắng sẽ quyết định là thằng nào, thằng thắng thì đương nhiên nó bảo thằng kia gây chiến trước. Còn chúng ta thì đứng ngoài thì chúng ta thì các thường tình tiết đưa ra thì em đứng bên nào cũng được. Và đây là một cái rất universal cho tất cả các cuộc chiến. Thì anh cũng muốn là bây giờ bọn em, bây giờ chúng ta đang nói rất nhiều về cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, và ông nào cũng bảo rằng tại vì ông kia, bởi vì chưa rõ ông nào thắng cả. Thật ra là ta đọc báo thì chúng ta, ông ấy đầu cũng chẳng biết tại ông nào. Cũng nằm bắt đầu đấy. Nhưng mà theo như bà nói thì về lịch sử của tất cả cuộc chiến tranh từ xưa đến nay đối với loài người đều như thế cả, đến thắng trận sẽ quyết định là ai khởi xướng cuộc chiến. Thì cái behind này nó cũng là một cái cách để chúng ta suy nghĩ, để định vị chúng ta có nói gì cho nói. Chúng ta ví dụ anh nhìn thấy bây giờ cuộc chiến giữa Nga Ukraine thì rất nhiều anh em cãi nhau, xong là thằng nào là thằng mất dạy, thằng nào là thằng khơi mào, xong cuối cùng gọi như block nhau thì unfriend, bảo không thể điên. Đợi bao giờ xong kết quả ngã ngũ đã, biết thế nào được. Tất cả chúng ta đều là giả thiết hết. Là thường nguyên nhân thật thì chẳng ai biết. Mà thằng như mà lịch sử sẽ quyết định lại. Ông thắng trận ông sẽ quyết định. Đang kể cái chia sẻ bọn em cái chuyện này tương đương với cái việc thằng thắng trận là quyết định, là MBT có một cái danh sách những người sáng lập. Đấy. Thực ra nội bộ rất nhiều ông cãi nhau, tại sao là tôi không phải là sáng lập mà chỉ có từng này ông thôi. Vì lúc đầu thành lập nó quá gì có chuyện, nó có như hồi đấy nó chưa có luật, chỉ có ghi công ty điều lệ điều liếc khỉ gì đâu. Thế nên anh em họp xong quyết định thành lập thôi, bây giờ thằng nào sáng lập. Đây là một quyết định. Sau là ông nào thắng thì ông mới quyết mà. Sau anh khi công ty nó lớn rồi mới quyết định. Chứ lúc đấy ai quan tâm. 10 năm sau khi mà bắt đầu là công ty hoành tráng rồi, cần phải làm website, web siết, thì ông Bình mới quyết định là tóm lại là chỉ có 13 thằng thôi. Thì anh thích số 13. Đấy. Chúng mày đếm cho đủ 13 thằng. Thì bọn thứ 14, 15 giờ đi là công ty. Và trong đó trong 13 thằng đấy chỗ rõ ràng những thằng không phải là sáng lập đi. Mãi sau nó mới vào. Không sao. Anh quyết định. Nó là sáng lập. Bọn em Google ra các sáng lập viên của MBT thì rất nhiều ông mãi sau mới vào. Rất nhiều ông ấm ức em ngày đầu mà không được coi. Winner Tech gọi là trong các cuộc tranh luận thì ông thắng cuộc, ông sẽ quyết định xem là lịch sử nó sẽ như thế nào.
Thì đấy là cái mà tóm tắt cuộc chiến này thì là cái mà anh nghĩ là và nhìn thấy được là thế giới bắt đầu chia là phe, và dự cảm của tác giả là thế nào rồi cũng đánh nhau thôi, bởi vì là căng thẳng như thế, tiếp sau rồi cũng đánh nhau, không trước thì sau. Nếu đây là một cái tình huống mà bà cho rằng là sẽ cuộc chiến nó sẽ xảy ra như thế, bắt đầu từ việc ông xả đi giả lại xong thấy một cái tàu đánh cá, tất nhiên là toàn là tàu đều hết, đừng đánh cá thật đâu, cái này chẳng may nó bị cháy thôi chứ còn nó là hoàn toàn ngẫu nhiên là nó cháy. Thì ông này ông xông ra ông cứu, cứu xong lại thấy hóa ra là tàu chính xác. Thế thì ông ấy gọi là tương kế thì kế đã, thế thì ông ấy bắt luôn. Bắt đầu thế là từ đấy tình hình phức tạp. Thì ở bên Iran thế là cái máy bay của ông Mỹ kia là cũng chạy đi chạy lại không biện bay sát không trợ ở không phận Iran. Nhưng mà nó có một yếu tố là ông hơi bị gọi là lạc quan tí, nên bị lệch một tí thôi. Thì ông Iran bắt luôn nó đây. Iran thì quả này thì gọi là nó nói lên căng thẳng giữa Mỹ và Iran là có, nhưng mà cái đấy không đủ để gây cuộc chiến. Mỹ với Trung Quốc mới là cái chính. Và một cái hành động rất nhỏ thôi cũng có trở thành đến một hậu quả rất là lớn. Hành động thực ra lúc này cái nguyên nhân của mọi vấn đề là cái máy bay, à là cái tàu của men rui đấy tự nhiên nó bị cháy, rất có thể ông nào đấy rán cá hoặc là làm gì đấy thì nó chăn nó không có gì cao siêu cả. Nó dẫn đến chuỗi các sự kiện tiếp theo liên quan đến, và càng ngày em càng thấy nó escalate hơn. Và đến đoạn cuối cùng thì là bắt đầu ông Trung Quốc tranh thủ đánh luôn Đài Loan. Ô mình cũng tính mãi từ đằng một cơ hội chưa luôn, nếu có chiếm được chưa thì chưa biết nhé. Nó đang ở sân bay rồi, thực ra là đi dưới bụng, nhưng mà có chiếm được không? Chiếm một đảo nó không đơn giản như thế. Vì ông chiếm cái mà chứ ông phá thì dễ lắm. Phá tương mấy quả bom là chết sạch, nhưng mà chết sạch thì ông còn chiếm làm gì? Ông phải còn giữ nguyên cái hạ tầng đấy thì ông mới chiếm. Đâm ra chưa có gì chứng tỏ là bị sẽ thua cả. Và một cái, các bạn nào hay xem phim Mỹ không? Bạn em hay xem phim hành động Mỹ không? Tàng. Chúng ta dự đoán xem là kết thúc cuộc chiến nó sẽ như thế nào? Kiểu gì phim hành động Mỹ nó cũng sẽ có cái gọi, nghĩa là cái văn hóa của người Mỹ là văn hóa gọi là hero, individual hero, tức là anh hùng cá nhân. Sẽ có một thanh niên nào đó cá nhân đứng lên giải cứu viên bán là như thế. Nghĩa là có một cái mắt xích mà em thấy ở đây thì có bà Hunt là ở đầu, thì không biết là bà có phải là mắt xích hay không, bởi vì mới có một cái phần đầu. Nhưng mà em cũng đã thấy cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân ở đây rồi. Có thể là bà Hunt sẽ là superwoman đúng không? Sẽ có một cái superwoman hoặc là superhero này đứng ra để đến coi như trong khi quân Mỹ đang thua liên diện. Thì tự nhiên là có super trong trường hợp này lớn là vào có võ cao siêu gì đó thì chưa rõ lắm võ gì sẽ giải quyết cuộc chiến. Mấy ông tàu coi như là, nếu mà theo em tên tiểu giam consistent với việc ông Mỹ ai rất coi thường ông tàu hay đánh bẩn thì dần ông tàu sẽ phải tâm thua, tâm phục khẩu phục, đúng không? Có lẽ sẽ đi theo chiều hướng đấy, chiều hướng đấy có vẻ là giống Mỹ. Mỹ là phải happy ending, quân ta luôn luôn thắng. Lúc đầu bao giờ quân địch cũng rất mạnh, đánh quân ta tới tả, nhưng mà rồi đến lúc khó khăn nhất, và em cứ xem phim Mỹ nhiều thì thấy ngay xuất hiện một ông mà bắn kiểu gì cũng không chết. Ông này xông ra bóp cổ con kia là chết sạch, mà bên kia là chết không có thằng nào luôn. Nhưng còn chưa hiểu là nó chiến thắng bằng cách nào thì không rõ lắm, bởi vì mục tiêu để, nếu mà mục tiêu của Mỹ chỉ giữ Đài Loan thôi, hay là mục tiêu Mỹ sẽ chiếm luôn cả Trung Quốc không rõ lắm, hay là liệu Việt Nam có bị lôi vào không? Theo như bọn em, liệu Việt Nam có bị lôi vào cuộc chiến này không? Nếu mà Mỹ Trung đánh nhau thật, em nghĩ là nếu mà như trong tiểu thuyết diễn ra thì Việt Nam mình không gì thì gì miền Bắc cũng dính bụi hạt nhân, không tránh được, khoảng cách nó gần như thế. Ai bắn Mỹ hả? Không, Mỹ nó bắn vào Trạm Giang thì kiểu gì khi mà bom hạt nhân nó nổ nó không ok thì hậu quả thì tất nhiên là mình rồi cũng tính. Mình có bị lôi vào cuộc chiến thật không? Tức là mình sẽ trở thành một bên tham chiến không?
Nếu trong sách Mỹ viết thì với Không, cái bây thôi không nói sách đi, giả cái sử như cách là người Việt nếu mà giữa Mỹ và Trung Quốc đánh thôi nhau thật à. thì liệu Việt Nam có trở thành bên tham chiến không, và đứng ở bên nào? Em không nghĩ là Việt Nam sẽ tham chiến. Các bạn nào Xter nào, bạn nào hỏi cái gì, đối đầu trực tiếp rồi, vì sao thì hôm nay ta thống nhất rồi, vì sao là sau này cái thằng nào thắng thì sẽ quyết định, thế còn bây giờ thì nó đánh nhau rồi không hỏi nữa. Đụng đến trường sa của Việt Nam nhưng Việt Nam sẽ không oánh, bởi vì lúc bấy giờ Việt Nam hai làm, thằng Việt Nam nó đụng đến thì mình mặc kệ nó thôi. nó đang, đúng rồi, mình kệ nó, hai thằng đánh nhau, thằng nào mệt lúc đấy mình phải vào chứ. Em nghĩ là Việt Nam sẽ không tham gia, Việt Chắc không? Nam sẽ trung lập bỏ phiếu trắng. Theo như mà nó đánh nhau ngay ngõ nhà mình rồi. Trung lập với Nga với Ukraine thì mình trung lập thì ok, bởi vì nó xa tít. Thì mình cũng muốn tham gia cũng chẳng tham gia. Bây giờ ai ông đánh nhau chẳng may nó bắn một quả tên lửa để trúng đánh vào Cam Ranh thì sao? Nó đạn lạc. Việt Nam sẽ tăng cường thêm mấy dàn tên lửa F-400 phòng thủ răng ở bờ biển để đấy thôi. Tên lửa thì có rồi nhưng mà bom rơi đạn lạc, hoặc là một cái tàu. Còn Anh em thì thì cá Việt nhân Nam anh nghĩ là không Việt Nam nếu mà đánh nhau thật thì Việt Nam không kiểu gì mà trung lập được đấy, ôi chết, chắc là em phải chạy thì không xin phép mọi người rất khó hỏi với khách hàng. rồi. Ok, mentor Tiểu Giang, cảm ơn mentor Giang, quan điểm rất nhất quán. Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn mentor Tiểu Giang đã sắp xếp chương trình, sắp xếp thời gian để tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. À. Dạ, và hẹn gặp lại chị vào những số tiếp theo của chương trình Amatop ạ. À. Dạ, em chào chị Giang ạ. À. Rồi, chị sao chị? Dạ, và chúng ta cũng tiếp tục Rồi, bàn luận tiếp. về mặt chính trị mà nói thì ok, chúng ta sẽ đợi, chúng ta mong muốn thì nói đúng hết là chúng ta mong muốn là trung lập để chắc chắn. Nhưng mà trong đánh nhau thì thằng yếu có được quyền quyết định không? Nó đến mày mày trung lập tao tát chúng ta đi. Vâng. Em cứ hai thằng đánh nhau thì cái này mình không chạy, ví dụ đánh nhau, ví dụ giờ ví dụ Phương với Tường Vi với Thanh Phương đánh nhau chẳng hạn thì anh chạy xa. Thế nhưng mà bây giờ nước mình nó đứng đi rồi, làm sao mà chạy cả nước được. Kiểu gì cũng đứng đây. Một thằng nó dí con tàu đến nó chĩa tên lửa vào người, nó bảo bây giờ mày theo tao không tao bắn. Tất nhiên là mình đứng bên nào cũng không có lợi rồi. Đúng rồi, đây bạn Đậu nói đúng, mình muốn trung lập được thì mình phải rất mạnh. Chứ không phải là không mạnh ra trung lập được yếu ớt. Trong đời của đời thế thôi, em muốn là độc lập thì em phải rất là mạnh, em phải tự chủ được. Thì cái gì em cũng phải đến nhờ nó cả, đòi tự chủ trung lập. Ông Mỹ thì đấy, theo chiều theo như chị mentor Tiểu Giang nói thì ông Mỹ sẽ dùng vũ lực và ông ấy sẽ rất là thô. Thế đến ông mang tên lửa đấy, ông đặt ngay trước mặt, ông bảo mày theo tao không thì bảo. Ông tàu thì sẽ dùng võ bẩn hơn, dụng cắt bén nước sông Hồng. Thế thì ông ấy, thì mày có theo tao thì tao không bơm nước xuống nữa, tự nhiên mày chết khát, hoặc là ta không mua gọi như là dưa hấu ngoài nữa, là chúng mày kinh tế là chết, bao nhiêu bọn bán online còn biết cái thịt chết chết hết. Tức là chúng ta không nên gọi như là duy ý chí, ở trong nghĩa rằng là chúng ta yếu. Tất nhiên là chọn bên thì tất nhiên là không lợi rồi, nhưng mà quan trọng nhất là chọn bên đúng, tức là chọn cái bên nó sẽ thắng. Chọn bên thua thì có nhiều tèo. Coi như là tèo hoàn toàn. Rồi, còn bên nào mới thắng thì không biết, nếu trong tiểu thuyết này như mentor Tiểu Giang nói thì trong tiểu thuyết này thì... Rồi, mình quay lại cái chủ đề mà đề nghị trong cái này, quan trọng nhất cái chủ đề này đó là chiến tranh điện tử. Bạn em sẽ để thấy được cái sức mạnh của công nghệ thông tin. Tức là chúng ta đang phụ thuộc rất nhiều vào Internet, chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào hạ tầng thông tin liên lạc. Thì những cái vùng, những cái chỗ đấy có thể bị phá hoại rất là đơn giản. Đấy thì ông Nga ông cho mấy quả bom cắt mẹ đường Internet. Thế là tự nhiên đấy, nhân dân kêu khóc lồng tan, bây giờ không không có ăn còn chịu được chứ không có Facebook kéo thì tự nhiên hàng hết. Không có Facebook là hàng luôn, khỏi cần phải chiến đấu cho nó mệt.
Đấy thì đấy là cái khía cạnh mà những cuộc chiến trước mà nó sẽ không có cái đó. Mà đấy là công nghệ thông tin đấy. Đấy là cái mà chúng ta đang học ấy. Nếu mà chúng ta chẳng ai học gì cả, công nghệ thông tin thứ ba bảo vệ nhất trí thì tất nhiên thì độc lập ở mặt. Ông Mỹ, ông tàu mà ông cắt điện được ông Mỹ thì cắt điện Việt Nam cái một. Mỹ hệ thống như thế mà nó phẩy tay phát là cắt bén điện. Nên nó cắt điện đó thì thôi, mai hàng luôn xong rồi. Dựa theo những cái đấy thì cái mà qua cái việc này mình muốn nói là có về tới muốn tóm tắt lại cho Phương nhé, tức là khi học ấy, thì tại sao chúng ta nêu những việc này ra, thì cái nêu sợ cái gì đâu. Đấy, thứ hai nữa là em phải học được cách là tóm tắt những cái việc lớn, bởi vì cái này quan trọng lắm, nếu không sau này thì sách vở ấy, là nhiều lắm, nhưng vấn đề làm sao mình tóm tắt được thì mình mới biết là có đáng đọc tiếp hay không. Thì mình mà không tóm tắt được thì mình cứ xa đà và thì cuối cùng là mình đấy, em đọc cái chương 2 quên bén chương 1. Thì em phải có một số cái câu hỏi em định trước, xong em tích nó vào, ví dụ nhân vật cứ đọc đến thằng nào tên mới là em biết được phải 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 thế làm sao em quên được. Trong ý dân em nhìn kênh 100 nhân vật thì nhân vật nào là chính, cái thằng nào nhắc đến nhiều là chính, ý nghĩa thế thì mình sẽ biết ngay. À mày nhắc được 20 lần, mày nhắc 30 lần, thực ra mình có thể tìm được ấy. Hai phe thì là có những thằng nào, có những thằng nào đánh nhau, có thằng nào là gọi như là hóng trở thời. Đấy, ví dụ như biết, à có ông Nga, mình ông Nga tự nhiên vào đây phải làm gì chứ, làm gì có chuyện ông Nga uống rượu. Tự nhiên tác giả nó đưa vào, câu chuyện đưa vào ông chỉ để uống rượu. Đúng không? Mình sẽ tìm ra này, à ông Nga làm cái trò này, được rồi. Như vậy mình sẽ hiểu được. Ba nữa là các loại vũ khí mà đem ra sử dụng. Thì ít ra em có thể quên một ít, nhưng mà em sẽ nhìn được hết cái bức tranh. Cái này là anh nghĩ là cực kỳ quan trọng. Nên rất là cảm ơn Hoa, Phương là đã dám đọc. Nhưng mà dám là một chuyện thôi, phải có kỹ năng. Thì sau này em với quyển sách rất là to. Nếu bọn em gọi như là học ví dụ như công nghệ thông tin, sau này không đọc được sách thì tất nhiên là vứt. Hoặc là bài rất là dài, mình bị xông vào mình đọc luôn thì có thể là mình đọc mãi không bao giờ xong. Mà nó nhiều lắm. Thì vấn đề là mình phải đọc rất nhanh. Sau đó thì mình quyết định là có đọc tiếp hay không. Kỹ năng mà tóm tắt được là kỹ năng rất khó. Nhưng mà chúng ta phải luyện. Thì anh rút kinh nghiệm Phương là đừng bắt đầu bằng cái dài quá. Mà ngắn nữa. Tóm tắt lại. Ví dụ một trang thì em tóm tắt thành 3 dòng. 4 dòng. Thế đã. Nhưng mà phải hai là phải viết ra, nghĩ trong đầu thì tất nhiên ít nhất cũng là một cái bài học như vậy đó. Thế còn chúng ta sẽ thấy ngay rằng việc gì rồi nó cũng liên quan đến mình hết mà, giờ làm gì có chuyện gì trên thế giới mà không liên quan đến mình. Mục tiêu của cái buổi em thốc này là như vậy, chúng ta học những kỹ năng khác mà cực kỳ quan trọng cho việc nghề nghiệp của chúng ta. Nếu không thì chúng ta nhóm lập trình mà không đọc được thêm, không mở rộng được thêm, không nhìn được bức tranh rộng hơn, cái impact của công nghệ đối với lại xã hội như thế nào. Hai mặt của công nghệ thì rất là hay, nhưng mà nó đến lúc mà rất hay như thế nó cắt phát là chết. Mà cắt thì nó dùng cái thứ rất vớ vẩn, cắt cái cát thì lấy kéo cắt là xong, chẳng cần công nghệ đấy. Nhưng mà cái cảnh sau thành văn hóa. Thế còn cái này nó rất là thời sự, bởi vì cái sự mà căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc mà em cứ chịu khó đọc thì đọc báo hàng ngày thì em thấy nó rất căng thẳng. À, ra sức gọi là cấm vận nhau, như kiểu mình bạn bè đầu tiên cái hít le nhau rồi unfriend biết gì ra nó đánh nhau cân lắm. Chỉ lúc đấy chỉ nó cớ thì hai bên đã căng thẳng rồi, nó như là cái chuyện cái mồi thôi là nó cháy. Đấy là thực sự là cũng lo lắng đấy, cá nhân mình cũng lo, nhỡ đâu đánh nhau thật thì bọn sư mình không trung lập được đâu. Rồi ôi, nói như tôi yếu như mình như kiểu đếch thì cũng bị bọn nó lôi vào. Rồi cùng sợ nhất là hai bên thằng này nó nghĩ mình theo thằng kia. Bọn sư em trung lập không khéo, thằng này nó lại nghĩ mình theo thằng kia, thằng này hai thằng nó đều đánh mình cả, thế thì như là
Nathan. Em thấy trong Zoom là dạ có bạn hỏi là có những người hỏi khi bị Trung Quốc xâm lược Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào nếu bị phiếu trắng ạ? Rất đơn giản, chúng mình cứ phản ứng gì chống được thì tìm cách mà chống, chứ còn phiếu trắng những người ai quan tâm. Bạn Ngô Duy Khánh nó, có bây giờ em bị nó đánh thì việc của em phải đỡ, chứ mà việc em là nhìn xem bên ngoài có thằng nào nó vỗ tay không. Nó vỗ tay không thì kệ nó, chứ bây giờ mình đánh nó đánh mình phải đỡ chứ. Trời ạ, tư duy thế này chết. Nó đánh mình thì phải đỡ. Đấy, bây giờ ví dụ đây nó xâm lược, nó không dùng quân đâu, đấy nó cắt điện nào. Đấy, cái mấy chiến sĩ giỏi hay hỏi đấy, bây giờ Trung Quốc là nó có năng lực cắt điện của ta, rồi nó cắt bén điện đi thì bọn em làm gì? À, dạ vâng, và có thể là qua cái việc đặt vấn đề cũng như là đặt câu hỏi của anh Nam với các vị khách mời thì các vị khán giả, các bạn khán giả cũng như là Esther Thanh Phương của chúng ta và kể cả Tường Vi cũng đã hiểu hơn về cái việc là chúng ta khi mà chúng ta đọc một cái bài dịch để chúng ta có thể là tóm tắt và hiểu hơn về những cái vấn đề, những cái cách mà chúng ta xoay quanh cái bài dịch của mình đúng không ạ? Và không biết là chị Phương có muốn làm khó lại khách mời của chúng ta bằng cách là đặt một cái câu hỏi gửi đến anh Nam không ạ? Rồi, ok. Để bạn nào trả lời này, dùng Starlink. Starlink thì có nấu cơm được không? Thắp đèn được không? Cắt điện đâu phải cắt internet đâu. Điều hòa không có, có chịu nổi không? À, dạ rồi, vậy em mời chị Phương ạ. Mời chị Phương đặt câu hỏi đến anh Nam ạ. Và chúng ta sẽ tiến hành giải đáp câu hỏi của chị Phương nha. Ok, hỏi chị được. Chị cũng có một ít câu hỏi. À, ok. Cái vấn đề mà khi mà nền công nghệ thông tin thì càng phát triển thì cái việc đó có gọi là tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia có ý đồ xâm lược không ạ? Mình càng cố gắng để phát triển về công nghệ thông tin nhưng mà khi mà nó càng phát triển thì các quốc gia của họ có ý đồ xâm lược không? Không hiểu. Dạ. Dạ. Hỏi em là gì? Nếu mà mình càng phát triển thì họ càng có ý đồ xâm lược à? Có nghĩa là khi mà nền công nghệ thông tin mà càng phát triển thì điều này có tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia có những cái quốc gia có ý đồ xâm lược á. Thì họ càng... Cái này thì em tự hỏi, em tự trả lời đi. Thế người nếu mà càng học nhiều thì càng dễ bị bắt nạt hay là ngược lại? Em nghĩ là một cái gì đó phát triển thì nó sẽ tạo ra hai mặt. Mặt tốt và mặt xấu. Thì khi mà những người có ý đồ xấu thì họ sẽ phát triển công nghệ của họ, phát triển công nghệ để họ làm điều xấu. Không, không, đây em đang hỏi là mình, tức là mình tức là cá nhân hay là Việt Nam? Em hỏi cái mình tức là? Dạ, em hỏi là ý là những quốc gia kiểu họ có nền công nghệ. Rồi, quốc gia. Dạ. Thì thực tế thì thằng nào mạnh thì thằng nó toàn đi đánh thằng khác, chứ thằng nào mạnh mà bị thằng khác đánh đâu. Không hiểu, tại sao em lại nghĩ rằng là nếu mình mạnh thì nó dễ đánh mình hơn? Dạ. Nếu mà mình mạnh nhưng mà họ cũng có thể mạnh hơn mình thì tất nhiên rồi, nó mạnh hơn mình thì lúc nào đánh chẳng được, mình còn hơn là mình yếu đúng không? Mình yếu thì thằng nào nó đánh cũng được, còn mình mạnh thì thằng nào nó phải mạnh hơn mình nó mới đánh được, có đúng thế không? Đấy, ví dụ mình mạnh thì chỉ có Trung Quốc mới đánh được mình thôi vì ông ấy mạnh hơn, nhưng Thái Lan là không chịu. Đầu tiên là mình cứ để ông Thái Lan nó không đánh được đã, thì bây giờ thì chưa đã phải đánh nhau với Trung Quốc thì tất nhiên nó cao quá, đánh nhau Thái Lan sao không? Đấy, thì ví dụ công nghệ thông tin ông Thái Lan có đánh được mình không? Để hỏi em luôn, nếu mà phải đánh nhau về mặt công nghệ thông tin thì mình với Thái Lan thì ông nào thắng? Thật có đánh nhau.
Đấy, nhiều hacker kiểu hai bên tấn công bằng lẫn nhau rồi là tự tin lên. Chính xác là chưa thấy rõ là ông nào thắng cả, đúng không? Chưa có gì chứng tỏ là ông ta lan được mình cả. Nhiều khi họ cũng đang thích cầm thì không ngon biết đấy, là không để mà hỏi mà em cứ tự không tự tin thế thì chết. Thì cuối cùng em học em cứ bảo thế này có bao giờ chẳng có thằng giỏi hơn mình, nó gì quan trọng là mình phải giỏi hơn thằng khác đấy chứ, chỉ đừng cho là thằng nào nó giỏi mình. Em học giỏi cũng có thằng giỏi hơn em, cái đấy chắc chắn. Nên ra không, mình mục tiêu của mình học không phải để nhất thế giới, mục tiêu của mình học là chúng nó sợ đấy. Mình cũng sợ Thái Lan là không biết nó có võ gì không, nên mình đi cắm đánh làm sao chúng nó cũng sợ, không khéo là mình cũng có võ gì đấy nó cũng dám đánh. Nhưng mà nếu mà em dốt thật thì nó biết ngay. Nó thử thử biết ngay. Mà Vương này không biết gì. Biết một cái lệnh đấy mặt cứ đần này tôi chết rồi, họ này không biết gì rồi. Em đừng có ngại, kiến thức thì em làm mạnh hơn thôi. Chúng ta mà thứ hai nữa là đấy thì nói là thực ra là lực lượng ở Việt Nam trong ngành công nghệ thông tin thì Việt Nam vượt Thái Lan lâu rồi. Mình thua xa về việc nông nghiệp, bán lẻ, các loại. Nhưng mà em thì mình không hề thua kém. Thậm chí còn mạnh hơn. Dạ, với lại em cũng hỏi sao rồi. Rồi, hỏi nữa đi. Để những cái công nghệ như là trí tuệ nhân tạo, blockchain, internet vạn vật thì có thể mình sử dụng để cải thiện an ninh thông tin là để tránh các cuộc tấn công mạng đúng không ạ? Đây những cái này, những cái kiến thức này là chưa hiểu, sắp tới là chưa các hiểu công câu hỏi nghệ lắm. để nhân tạo blockchain thì những cái công nghệ có thể sử dụng để cải thiện an ninh thông tin ấy, thì nó có thể tránh được các cuộc tấn công mạng khi mà có Nhận, à. Xảy ra rồi ok, bây giờ em hỏi một cái cụ thể hơn, ví dụ công nghệ trí tuệ nhân tạo đúng không, có giúp tránh được những cuộc tấn công mạng hay không? Dạ, nghĩa là khi có cái cuộc chiến tranh xảy ra. Thôi chiến tranh, bây giờ chiến tranh, nếu chiến tranh mạng thì đang xảy ra hàng ngày rồi, đúng không? Em khỏi phải lo. Em mà làm website thì mai đánh em ngay, em căn bản là em chưa ai phải đánh em cả, bởi vì em chẳng có gì để mà đánh. Đấy, đâm ra là đừng phải lo đấy. Em làm cái gì đấy to phát nó đánh nhau ngay. FPT chẳng hạn làm cái trang VN Express nó đánh suốt ngày. Suốt ngày thì đánh sập. Tính ra những cái gì càng to càng dễ bị chú ý. Càng à thì đương nhiên. Thì đúng quá. Thì em có hai lựa chọn. Một là em không làm cái gì to cả. Em bé thôi. Em sống một cách im lặng. Đúng không? Thì chẳng ai tự động lên em thì đấy, thì cái này nó như là trong đời người thôi, nó cũng chẳng có cái gì cao siêu ở đây cả. Nếu mà em cũng ghim lặng thôi, cứ ngồi bán xôi đầu ngõ, ai đánh làm gì cho mệt. Dễ nhất việc gì thì chuyển sang công nghệ thông tin cho nó đau đầu, cái bán xôi chẳng cần công nghệ gì mà giàu lắm, anh đấy mới mà bán bún giàu sụ luôn. Chẳng cần công nghệ gì cả. Thế thì tại sao mình lại lựa chọn để cái này nó rất quan trọng. Sao mình lựa chọn đi làm công nghệ? Thế mà thấy toàn rủi ro. Người mà họ thích. Em cứ mang hỏi em mà, tại sao em chọn? Sao không bán xôi? Em thì hơi thích. Cái gì? Cái gì khó là em có phần thích thử thách đấy à? Cái gì khó à, đấy, em thích thử thách thì nó đánh em vẫn là thử thách gì nữa đúng không? Thì bây giờ em không đi bán xôi thì chẳng bao giờ giải quyết vấn đề an ninh mạng em đau đầu. Em học chính trị doanh nghiệp, em muốn làm chuyên gia về an ninh mạng. Bây giờ này em chuyên gia an ninh mạng bây giờ hot lắm. Nhưng phải học. Chứ hỏi thế thì ai trả lời được? Công cái logic cuộc đời là gì, em mạnh lên là nó em đối thủ nó sẽ đánh em.
mình chưa nói chiến tranh về quân các quốc gia là để giành cái vị trí gọi như là địa chính trị, nhưng mà gì nói thế còn các công ty đánh nhau suốt ngày không gọi là cạnh tranh, người ta dùng một chữ cạnh tranh. Đấy. Thì vấn đề là mình có cái gì để người ta phải cạnh tranh ấy? Thì mình phải đủ để người ta thách thức, lúc đấy mình sẽ học. Thì ở trong cũng rất nhiều các bạn, đặc biệt các bạn trẻ, các bạn ấy nhảy hẳn vào ngành công nghệ thì luôn đi đánh nhau. Này, ăn làm thông tin, một mình một là bên bảo vệ, bên là đánh, anh chia hai bên rất rõ. Em thích bên nào? Em thích đi đánh, em thích bảo vệ, em thích làm khóa hay em thích làm ăn trộm? Chỉ có hai lựa chọn. Đấy. Thì vào đấy thì em sẽ hiểu. Nhưng bây giờ em học được đến môn gì rồi? Thì em mới học được môn đầu tiên. Rồi, ok. Không sao cả. Cái đấy, cái em trả lời câu hỏi rất là đúng. Em tham gia thông tin vì nó sẽ có nhiều thử thách. Và chính có thử thách thì em mới tham gia. Mà đâm ra em đừng sợ thử thách. Em phải hỏi anh là tại sao em học mãi chẳng thấy có thử thách gì. Chưa thấy thằng đánh em cả. Thật ra thử thách là không cần người ta đánh, là trong quá trình học thì cũng có những cái thử thách mà nhỏ lên thì lớn. Phải... thử thách thì là bị đánh thì nó mới gọi, nó mới lên trưởng thành. Còn tự học mà trưởng thành được không có đâu. Cái này làm sao mà tự học mà trưởng thành ra đời, nó phải va chạm mới trưởng thành. Nhưng đánh đây nó không có nghĩa là kiểu nó tát mình. Đánh em nói là cạnh tranh, em phải cạnh tranh. Trong công ty chẳng hạn, em vào một vị trí nhé, em phải cạnh tranh cái vị trí đấy. Em apply vào một cái job, em có thể nhận cái việc. Thế em khi mà apply job, em bảo việc gì em cũng làm. Thì tất nhiên thì nó phân cho cái việc vớ vẩn, lương thấp. Cái việc lương cao thì em phải cạnh tranh. Cạnh tranh là đánh nhau đấy. Bây giờ em đi từng vi đi, hai vi cùng apply cho công ty anh đi. Thì em phải ra em khoe mà em giỏi hơn này. Tuy em lập trình kém, nhưng mà em chăm chỉ hơn. Dụ thế. Là đánh nhau còn gì nữa. Mặc dù em cũng chẳng biết cái vi nó có chăm chỉ không, em cứ bảo là em chăm chỉ hơn. Vì đấy, lúc đấy em đã được vị thế. Ngay khi em apply, em chọn thử thách, thì ngay khi em đi apply công việc, em đã phải chấp nhận cái thử thách. Và cái ông interview em, ông sẽ để ra 1 tỷ thử thách. Mà tại sao tôi phải nhận được cô? Trông ngớ ngang, ngẩn như này. Chứ còn học thì ok, học xong rồi. Xong hết rồi, đến apply nó không nhận. Mà trông ngớ ngẩn về. Thế em về à? Về luôn thì còn nói làm gì. Thế thì học thì cho nó mệt mà cũng được. Mình nó mất bao nhiêu công học, mất một đống tiền học, bao nhiêu thời gian rồi về ngay không được. Để chống lại chứ. Đấy, đấy là thử thách. Anh gọi chứ đánh nhau là dễ là người ta thách thức mình. Đây không phải thách thức về mặt vật lý. Tâm lý. Nhiều khi nó biết thừa là em giỏi, nó cứ bảo em dốt. Em đi mua hàng thế chứ, đúng không? Nhà hàng em thấy thích rồi, không bao giờ em nói là em thích đâu. Em sẽ chê, úi trời, xấu thế. Mặc dù em thích mua, em vẫn bảo nó xấu. Thì cái thằng tuyển dụng, nó người tuyển dụng nó thế thôi, có khi họ thích em rồi, nhưng mà cứ bảo em, CV thế này chết. Đừng có nhìn quá xa vội, cái thách thức nó không phải xa, rất xa vời, nó rất gần thôi. Ví dụ em học rồi em đi, lúc em đi thi em phải thuyết phục họ làm assignment, em phải thuyết phục với mentor là cái này là, ví dụ mentor cho em 5 điểm, em không đồng ý, mà 5 điểm nữa đâu, em bỏ 3 ngày em làm 8. Tất nhiên mentor, tại sao lại cho em là 8? Thì em phải bảo vệ được cái quan điểm của mình. Mạnh dạn đấy. Ngành công nghệ nó hay ở chính chỗ đấy. Ngành công nghệ mà nó hay, mà nó rất hấp dẫn, chính là chỗ nó có nhiều thách thức. Cái đấy hoàn toàn đồng ý Phương, mà đấy là các bạn trẻ rất là thích như thế. Nhưng mà thường chúng ta sợ, sợ và chúng ta bỏ cuộc. Ôi, làm này đau đầu lắm, nó đau đầu thật. Thế dần dần những câu hỏi mà em là an ninh mạng rồi cái chuyện nào rồi em sẽ tự trả lời được thôi. Cái đấy tại thời điểm bây giờ mà anh giải thích em thì em chưa, nó chưa đủ cái kiến thức để em có thể, nhưng em sẽ hiểu được là sẽ đến lúc em phải quan tâm vấn đề đấy.
mà lúc đấy em đã trưởng thành một mức rồi. Người ta tồn tại cả chắc mình tồn tại được, đoán thế. Rồi các bạn nào muốn hỏi gì nữa không nhỉ? Mình cũng dạ, hiện tại thì chương trình của chúng ta cũng đã quá 22 phút giờ rồi ạ. Có lẽ là qua những cái lời chia sẻ cũng như là những cái lời tâm sự. Rồi, có bạn nào đang hỏi là cách nào để hack Facebook? Cái này hỏi mentor đi, hỏi chat GPT, nhanh. Này là chúng ta có thể sử dụng chat GPT ở trên Discord hoặc là trên Messenger là có đúng không ạ? Thằng Khánh này hỏi luôn chat GPT, cái này câu hỏi rất phù hợp để hỏi chat GPT. Rồi. Dạ vâng ạ. Vậy nếu mà các khách mời của chúng ta là chị Phương và các vị khán giả chúng ta không còn câu hỏi gì nữa thì có lẽ chúng ta sẽ kết thúc cái buổi talk show ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn anh Nam và cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn các vị khán giả đã ở tới tận cùng của những cái giây phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay để chém gió cùng anh Nam và các vị khách mời ạ. Và chúc cho mọi người chúng ta sẽ có một cái buổi tối thật là vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người ở những cái buổi AmaTalk số tiếp theo vào khoảng ngày 29 tháng 3 năm 2023 ạ. Và cảm ơn các bạn đã tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Ok, chào mọi người. Dạ, em xin chào mọi người ạ. Bye bye.